Đây là cái ba ga của thằng cấp 86. Thì đối với cái thằng 81 thì cái cây này nó bự và nó không có cái cây sọc, nó chỉ có cái cây ngang ở đây. Còn 86 thì nó có một cái đường dọc lên đây, dọc xuống đây, và cái cây của nó nhỏ. Đó, đây là mẫu ba ga mũi ring của xe cấp 86 nha các bạn. Rồi phân biệt. Đó. Hàng đây. Rồi lâu lâu mới có được một cái ba ga mũi xe cấp 86. Các bạn có thể gắn được ba ga mũi của cấp 81, 82 gì gắn chung được hết, nhưng mà nó chỉ phân biệt cái đời là cái dòng sắt ở bên trong này cấu tạo nó khác. Thằng 82 thì hai sọc ở đây, 81 thì ba sọc. Bây giờ 86 thì nó không có sọc mà nó có cái sọc, hai sọc giữa. Hai sọc giữa dài ra nó móc ở đây. Cái nén thì nó cũng bầu tương tự và cái sọc nó nhỏ hơn. Đó. Đây là ba ga mũi xe Honda cấp 86 nha.